Ai cũng có những kỷ niệm đẹp về bóng đá, dù nó có xấu xí thô kệch hay hoa mỹ phô trương. Bóng đá giúp định hình cuộc sống những người hoài cổ ưa thích giọng bình luận truyền cảm của James Richardson trên Channel 4 của chương trình Football Italia. Một số khác là bàn thắng làm tung nóc lưới Bayern Munich của Ole Gunnar Solskjaer đã đưa Manchester United đến với cú ăn ba thần thánh, hay đó có thể là bàn thắng của Sergio Aguero giúp Manchester City lên ngôi Premier League trước mỗi đại kỳ địch cùng thành phố, hay cú húc đầu tài tiếng của người hùng quốc dân Zinedine Zidane vào ngực của Marco Materazzi. Kỷ niệm như một phần thiết yếu của cuộc sống, luôn gắn liền với những khoảnh khắc khó phai. Ngày 2 tháng 7 năm 2010, trung tâm thành phố Amsterdam, hàng ngàn người đổ xuống quảng trường văn hóa lớn Museumplein, nơi mà du khách có thể ghé thăm bảo tàng Rijksmuseum, bảo tàng danh họa Van Gogh và buổi hòa nhạc ở Concertgebouw trong một buổi chiều chủ nhật yên ngã. Hãy thưởng thức chút cà phê, dành thời gian bên cạnh những người yêu thương và tận hưởng sự lãng mạn của nghệ thuật. Những bậc thầy về hội họa và âm nhạc của Hà Lan luôn là những điều mà du khách ấn tượng nhất. Dù chưa bao giờ thật sự yêu thích nghệ thuật, nhưng tác giả như chết lặng bởi kích thước và sự hùng vĩ của những bức họa huyền thoại, không thể không choáng ngợp trước tác phẩm Treaty of Münster, bản gốc, một kiệt tác của thế kỷ 17, mô tả hiệp ước kết thúc cuộc chiến dài 8 năm giữa Hà Lan và những kẻ xâm lược Tây Ban Nha. Chân dung 77 con người hiện lên dưới sự tỉ mỉ của bàn tay đại tài Gerard de Porch. Trong một buổi chiều thứ sáu oi bức, biển người áo cam tập trung ở Museumplein cổ vũ một tuyệt tác nghệ thuật khác. Họ dõi theo cơn lốc màu da cam của Perth và Norwich ở trận tứ kết World Cup. Đối thủ của họ cũng là những nghệ sĩ bóng đá Brazil, với bộ áo xanh đặc trưng và quyến rũ quả thực không thể cản nổi bước tiến của thế lực áo cam kia. Trận đấu cách xa 14.000 dặm từ quê nhà Hà Lan trên sân vận động Nelson Mandela, tọa lạc ở thành phố Port Elizabeth. Tuy nhiên, chỉ việc theo dõi qua màn hình lớn đặt giữa trung tâm thành phố, hàng ngàn người ở Museumplein lại cảm thấy đội bóng con cưng gần gũi hơn bao giờ hết. Cho đến bây giờ, đối với nhiều người, Wesley Snyder vẫn là ngôi sao của kỳ World Cup năm đó. Với 5 bàn thắng ghi được cùng những màn trình diễn quá đỗi ấn tượng, ngôi sao của Inter chắc chắn có tên trong những cầu thủ chơi hay nhất mùa hè đó cùng với David Villa của Tây Ban Nha. Tuy vậy, cả hai đều không được vinh danh ở hạng mục cá nhân giành giá nhất World Cup. Thay vào đó, Diego Forlan cùng với kỳ tích lọt vào đến bán kết giải đấu cùng Uruguay là người đoạt danh hiệu quả bóng vàng dành cho cầu thủ xuất sắc nhất. Rõ ràng phần thưởng thuộc về Forlan là không phải bàn cãi, nhưng Wesley Snyder sẽ mãi là cái tên khiến người ta nghĩ đến đầu tiên mỗi khi nhắc đến buổi chiều Museumplein năm đó. Wesley Benjamin Snyder sinh ngày 9 tháng 6 năm 1984 tại Utrecht, Hà Lan. Cậu nhóc Snyder ngày đó phải sống xa gia đình khi mới 7 tuổi. Anh chuyển đến gia nhập học viện đào tạo trẻ của Ajax Amsterdam, nơi mà người anh Jeffrey của cậu đang tập luyện. Sau khoảng thời gian dài được mài dũa trong môi trường đào tạo trẻ, Wesley Snyder phát triển vượt bậc về khả năng chuyền bóng lẫn tố chất săn bàn, và thế là chàng trai trẻ 17 tuổi được ký kết hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên ở đội 1 Ajax. Snyder có màn ra mắt cho Ajax vào ngày 22 tháng 12 năm 2002 trong trận đấu mà Ajax vượt qua Excelsior với tỷ số 2-0. Kể từ đó, một vị trí chính thức trong đội hình xuất phát luôn thuộc về Snyder và thậm chí còn gây được ấn tượng mạnh mẽ tại sân chơi danh giá cấp châu lục UEFA Champions League ngay từ năm đầu tiên góp mặt trong đội hình chính thức. Khoảng thời gian khoác áo Ajax, người hâm mộ luôn bị ấn tượng bởi một cầu thủ mang trên mình chiếc áo số 18, thi đấu đầy tinh tế với những đường chuyền, những cú sút xa trái phá. Và hơn cả, sự xuất sắc ở mảnh đất Amsterdam đã mở ra với chàng tiền vệ này một tương lai mới, một miền đất mới mà có lẽ anh chưa từng nghĩ đến, Real Madrid. Một câu lạc bộ xuất sắc bậc nhất là sự túc cầu muốn có được chữ ký của anh. Thế là Wesley Snyder cặp bến Santiago Bernabeu đi kèm với mức giá 27 triệu euro, trở thành cầu thủ người Hà Lan có giá trị cao thứ hai trong lịch sử ngày đó, cùng với biết bao kỳ vọng để có thể trở thành một trong những ngôi sao xuất sắc nhất thế giới.
Mùa giải đầu tiên khoác áo kênh kênh trắng, Wesley Snyder chơi cực kỳ xuất sắc bên cạnh những người đồng hương như Arjen Robben, Van Nistelrooy hay Klaas-Jan Huntelaar. Snyder bằng phong độ chói sáng là nhân tố quan trọng trong việc đưa kênh kênh trắng đăng quang chiếc vô địch La Liga với 9 bàn thắng và 7 kiến tạo, qua đó khiến đại kình địch Barcelona chìm sâu trong cơn khủng hoảng thời kỳ hậu Frank Rijkaard. Những tưởng với sự xuất sắc trong sắc trắng hoàng gia sẽ giúp tiền vệ người Hà Lan vẫn bước trên con đường trở thành một tượng đài mới tại Bernabeu. Nhưng rồi, mọi thứ dần đi vào chu kỳ kết thúc khi những cái tên khổng lồ cùng giá trị cao ngất ngưỡng cặp bến Real Madrid với tên gọi Galacticos 2.0. Manuel Pellegrini ngồi vào ghế nóng năm 2009, Kaká cặp bến và sau đó là Cristiano Ronaldo, cả Karim Benzema cũng đến. Snyder hiểu rằng thời khắc quả bóng vàng thế giới 2007 Kaká cặp bến, tương lai của anh tại thủ đô Madrid tráng lệ đã dần u tối hơn bao giờ hết, bởi vị trí mà anh đang thi đấu cũng là vị trí của thiên thần Kaká. Và một điều rõ ràng rằng Kaká không phải về đây để đánh bóng bằng ghế dự bị. Từ nước Ý, Inter Milan của Jose Mourinho cho thấy mong muốn đưa Wesley Snyder về Giuseppe Meazza để gia tăng sự sáng tạo trong đội hình. 15 triệu euro được chấp nhận, tiền vệ người Hà Lan khoác lên mình màu áo xanh đen và những thứ còn lại chính là lịch sử. Người ta sẽ mãi luôn nhắc về một Inter Milan với cú ăn bao lịch sử trong mùa 2009-2010 với lối đá tiêu cực theo đúng kiểu sở bít hai tầng của người đặc biệt. Nhưng chẳng ai có thể phủ nhận khả năng của Snyder tại đội bóng này. Nếu như 10 cầu thủ trong đội hình Inter năm đó là sự thực dụng của bóng đá, thì Wesley Snyder là hiện diện cho cái đẹp, cho chiến thắng của đoàn quân đã đánh bại gã khổng lồ Barcelona của Pep Guardiola trong kỷ nguyên họ thống trị châu Âu. Trên lượt đi tại Meazza, Pedro ghi bàn thắng mở tỷ số ngay phút 19 và không đợi lâu sau đó, Snyder ghi bàn gỡ hòa 1-1. Tiền vệ người Hà Lan gần như đặt dấu chấm hết cho hy vọng của El Blaugrana với pha kiến tạo cho Diego Milito ấn định tỷ số 3-1. Wesley Snyder có ngày trở về Bernabeu, nhưng không phải với tư cách là một trong những cầu thủ của Real Madrid, là hàng thải của Florentino Perez để dọn chỗ cho giải ngân hà, mà anh đến đây với tư cách là người chinh phục chức vô địch châu Âu, là lời khẳng định đanh thép trên mức giá 15 triệu euro rẻ mạt mà Real Madrid từng đẩy anh đến Inter. Cùng với hai chức vô địch Scudetto lẫn cúp quốc gia Ý, thắng lợi trước Bayern Munich đã đưa Inter trở thành đội bóng Ý đầu tiên giành cú ăn ba cho đến tận ngày hôm nay với chiếc chìa khóa thành công mang tên Wesley Snyder. Nhưng thành công của tiền vệ người Hà Lan không chỉ dừng lại ở đó. Chặng đường của anh cùng với đội tuyển quốc gia đã mang đến biết bao cung bậc cảm xúc cho người hâm mộ cờ lốc màu da cam. Bởi đã quá lâu kể từ thời kỳ mà Total Football, bóng đá tổng lực, còn là triết lý nhắm thuần bên trong mỗi cầu thủ Hà Lan ở hai kỳ World Cup 74 và 78, những cơn lốc màu da cam phiên bản mới lại tiến đến một trận chung kết của đấu trường giành giải nhất hành tinh. Với một cầu thủ, việc được hưởng bầu không khí World Cup đã là một thứ gì đó rất đỗi tự hào trong cả sự nghiệp bóng đá của họ. Thế nhưng, việc ghi đến 5 bàn thắng cùng 4 lần đoạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận còn vượt xa hơn tưởng tượng so với một cầu thủ đảm nhận vị trí tiền vệ. Hà Lan trong chiến dịch World Cup 2010 trên đất Nam Phi nhận không ít những lời chỉ trích vì đã giết chết đi thứ bóng đá triết lý tấn công với khởi nguồn là những pha di chuyển lần phối hợp tam giác cực kỳ đẹp mắt. Bert van Marwijk, huấn luyện viên của Hà Lan khi đó lựa chọn phong cách bóng đá thực dụng đề cao kết quả cuối cùng, một phong cách thi đấu mà không khó để nhận ra những nét tương đồng trong lối chơi của người đặc biệt Jose Mourinho đã giúp Inter Milan tiến bước đến ngôi vị cao nhất châu Âu mùa giải năm đó. Và hơn hết, điểm chung giữa cả hai tập thể khô cằn này là sự xuất hiện của Wesley Snyder. Những người yêu bóng đá đẹp cảm thấy khó chịu về lối chơi của Inter, của tuyển Hà Lan, nhưng họ chẳng thể nào ghét chàng trai đã mang đến sự tinh tế, nét chấm phá hoa mỹ trong lối chơi đầy thực dụng của bóng đá hiện đại. Đội tuyển Hà Lan với sự xuất sắc của Wesley Snyder chỉ để thua một tập thể Tây Ban Nha quá đội xuất sắc hơn sau 120 phút thi đấu với bàn thắng định mệnh của Andres Iniesta. Những cơn lốc màu da cam lại lầm lũi lỡ hẹn cùng một danh hiệu thế giới và tiếp tục danh xưng kẻ về nhì vĩ đại. Wesley Snyder kết thúc kỳ World Cup đại thành công cho bản thân mình với danh hiệu quả bóng bạc World Cup 2010 chứ không phải là quả bóng vàng tại sân chơi giành giải nhất hành tinh. Dù tiền vệ người Hà Lan đã có một mùa giải chạm đến ngưỡng của hai từ hoàn hảo, nhưng những gì diễn ra cuối năm đó thật khó tin với danh sách rút gọn của ba cái tên là ứng cử viên cho danh hiệu quả bóng vàng FIFA: Lionel Messi, Xavi Hernandez và Andres Iniesta. Còn với Wesley Snyder, FIFA gần như nói không với việc khẳng định anh là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm đó sau tất cả những gì anh đã làm được, khi là chìa khóa giúp Inter vô địch châu Âu, là chìa khóa đưa Hà Lan vào đến trận chung kết bằng một cú đúp vào lưới của Brazil. Rất nhiều người hâm mộ trên thế giới tin rằng khoảnh khắc Snyder cùng Inter nâng cao chiếc cúp UEFA Champions League tại Bernabeu năm 2010, anh đã là chủ nhân của quả bóng vàng thế giới. Và anh còn làm hơn cả vậy, chơi với một phong độ tuyệt vời trong những tháng ngày oi bức của mùa hè Nam Phi. Thế nhưng, để rồi sau tất cả, những gì nhận lại với Snyder là những bất công từ FIFA,
mỗi khi người ta nhắc lại về danh hiệu của cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm 2010. Kỳ chuyển nhượng mùa đông 2013, người hùng mang về quốc ăn ba thần thánh của Inter năm nào đã buộc phải khăn gói ra đi do sức ép đến từ chủ tịch Massimo Moratti. Thậm chí Inter còn thải loại anh ra khỏi danh sách đăng ký thi đấu, dù cho tiền vệ người Hà Lan chấp nhận giảm lương để được ở lại. Rời nước Ý sau 3 năm rưỡi, Wesley Sneijder chuyển đến Thổ Nhĩ Kỳ. Anh gia nhập Galatasaray và có 4 năm cống hiến tại nơi đây. Sneijder trong màu áo câu lạc bộ Thổ Nhĩ Kỳ đã có tổng cộng 122 lần ra sân và ghi được 35 bàn thắng. Những tháng ngày tại Galatasaray, Sneijder hiểu rằng sự nghiệp của anh đã không còn ở thời kỳ đỉnh cao, dù cho khi đó anh chỉ mới bước sang tuổi 29. Không thể cùng với Hà Lan giành vé đến vòng chung kết World Cup 2018 tại Nga, Sneijder đưa ra quyết định giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế trong áo đội tuyển vào ngày 6 tháng 9, với thành tích là cầu thủ Hà Lan có số lần khoác áo nhiều nhất trong lịch sử, cùng 134 lần ra sân và 31 bàn thắng. Ở cấp câu lạc bộ, Sneijder lan bạc đến Pháp trong màu áo của Nice trong nửa mùa giải, rồi sau đó là Qatar thi đấu cho Al-Gharafa ở những tháng ngày cuối cùng của sự nghiệp cầu thủ và cả sự lãng quên của người hâm mộ. Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn, chặng đường nào rồi cũng sẽ đến hồi dừng lại. Ngày 12 tháng 8 năm 2019, Wesley Sneijder đã chính thức nói lời giã từ bóng đá ở tuổi 35, khép lại 17 năm thi đấu chuyên nghiệp. Ngay sau khi kết thúc sự nghiệp thi đấu, Sneijder đã ký một bản hợp đồng thương mại với Utrecht, đội bóng quê nhà của anh, cũng như được theo dõi các trận đấu mà Utrecht chơi trên sân nhà từ một phòng riêng tại sân vận động. Tôi có rất nhiều tình yêu với thành phố này, và giờ tôi không còn chơi bóng nữa, mà muốn ở một nơi thật đẹp để chia sẻ những kinh nghiệm của mình. Nhà vô địch Champions League 2010 chia sẻ, đôi khi có những cầu thủ chỉ cần có một mùa giải để vươn mình lên, xứng với hai chữ huyền thoại. Những gì mà Luka Modric đã giành được trong năm 2018 là thứ mà Wesley Sneijder thậm chí còn không thể có của 9 năm về trước. Thậm chí nếu so sánh về phong độ và khả năng tạo sức ảnh hưởng, tiền vệ người Hà Lan còn cho thấy anh nhỉnh hơn so với chính Luka Modric ở mùa giải xuất sắc nhất sự nghiệp của tiền vệ Real Madrid. Ánh hào quang của năm 2010 giờ đây đã đi vào dĩ vãng trong cái ngày mà Sneijder đưa ra tuyên bố kết thúc sự nghiệp quần đùi áo số. Trong kỷ nguyên mà Messi, Ronaldo là những kẻ thống trị, luôn xuất hiện những bi kịch số phận bởi sự xuất sắc mà họ có được chẳng thể vươn tầm đến những sự công nhận xứng đáng với cống hiến của họ. Và Wesley Sneijder là một trong số đó. Một sự nghiệp với những nốt thăng trầm đầy biến cố. Cảm ơn anh vì năm 2010 thật đẹp.